Xin chào các bạn, trong cái clip này thì tôi sẽ trình bày với các bạn cách gọi là định tuyến tĩnh. Thế thì trước tiên là phải trình bày cái mục tiêu của chúng ta đã. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một cái hệ thống như thế này, gồm hai chiếc router ra. Bên này thì chúng ta có một hệ thống mạng với ba chiếc máy tính, một server này là DNS server, hai máy tính con. Tương tự ở bên này cũng thế. Thế về mặt địa chỉ thì chúng ta sẽ có, bên này thì nó sẽ có địa chỉ là 192.168.1.1.1 là của cái cáp mạng gigabit Ethernet không ở đây. Đấy, thế thì phần mạng của nó thì sẽ là 192.168.1.0. Đấy, cái thêm cái một này là cái địa chỉ cụ thể của cái cáp mạng này thôi. Thế còn cái serial ở đây thì nó sẽ là 10.0.0.1. Cái bên này thì sao? Bên này thì cái gigabit Ethernet không của nó sẽ là 192.168.9.1. Đấy, vẫn là địa chỉ lớp C 255.255.255.0. Thế còn serial của nó sẽ là 10.0.0.2. Bên này là chấm 1 thì bên này là chấm 2. Bên này là 192.168.1.1 thì bên này là 192.168.9.1. Đấy, để các bạn hình dung là chúng ta có hai cái mạng là 192.168.1.0 và 192.168.9.0. Chúng ta muốn kết nối thông hai cái mạng này với nhau thông qua hai con router ở đây. Thế, mục tiêu thì là như thế. Còn cái địa chỉ IP của các con máy bên dưới này thì nó theo giải thôi. Và hai con này thì sẽ do con DHCP ở đây nó cấp. Bây giờ các bạn biết được mục tiêu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, tôi sẽ bật một cái packet tracer lên. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn hai con router. Đấy, sau đấy là chúng ta sẽ làm hai con switch. Đó thì thêm máy tính vào đây. Tiếp theo là nối các cái thiết bị này lại với nhau và dùng cáp Ethernet nối với Ethernet. Ethernet nối với Ethernet và tương tự như thế là con này thì mình có thể dùng cái gigabit Ethernet ở đây để nối với cái gigabit này cho nó đi với nhau cho nó tít. Fast thì đi với fast. Vâng, cái này lỗi thì chọn cái gigabit đi. Ok, thế đến đây là chúng ta cần phải nối hai con router lại với nhau và chúng ta cần để mà nối được bằng cái serial DTE ở đây thì chúng ta cần cái module khác cắm thêm vào. Thế thì đầu tiên chúng ta kích vào cái router này, sau đó các bạn tắt nguồn nó đi. Đấy, sau đó các bạn lấy cái module có 2T ở đây các bạn thẳng vào, nó lại bật nguồn lên. Tương tự như thế là con này tắt đi này, kéo cái module 2T vào đây bật lên, sau đó thì các bạn sẽ có cổng serial ở đây. Đấy, nối với nhau. Ok, thì đến đây là phần thiết bị nó ok rồi, bây giờ phải cấu hình nó. Cấu hình thì mình sẽ cấu hình cái router ấy trước. Đấy, đầu tiên là mình sẽ, các bạn có thể cấu hình bằng phần config này nhưng mà dân pro là phải dùng dòng lệnh. Thế đầu tiên là mình sẽ vào chế độ Privilege đánh Enable lên. Sau đấy vào chế độ Configuration Config Terminal. Ok. Sau đấy đến cấu hình cái căn mạng thì chúng ta sẽ có là Interface Gigabit Ethernet 0.0.0. À, enter một cái IP cho nó 192.168.1.1. Cái này là mình đã thống nhất với nhau từ trước rồi. Subnet mask 255.255.0. Enter. Sau đấy thì mình sẽ có no shutdown để bật nó lên. Tiếp theo là mình sẽ có, đấy các bạn thấy là khi bật lên thì nó xanh exit này, để mình cấu hình cái căng mạng, cái cổng serial ở đây mình sẽ có là interface, sau đó là đến serial
Salience 0 chéo 1 chéo 0 Enter IP address 10.0.0.1. Mặt nạ của nó là 255.0.0.0. Cũng no shutdown để bật nó lên. Vâng, đánh hơi lỗi thừa chữ T. Rồi tiếp theo là exit nó ra, exit lần nữa, sau đó thì là write memory, để ghi cái cấu hình lại. Thế sau khi mà có được cái địa chỉ IP của cái này rồi thì chúng ta biết là thường thường chúng ta sẽ dùng cái này làm default gateway. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấu hình IP cho cái hệ thống mạng ở đây. Đầu tiên là con máy này, ta làm config. Bạn chọn default gateway của nó là 192.168.1.1. Chính là địa chỉ IP của cái cổng gigabit Ethernet của router ở đây. Sau đó các bạn vào interface 192.168.1. Cái này là phần mạng rồi. Cái này mình sẽ cho con máy này địa chỉ .10 đi. Enter cả hai. Sau đó các bạn vào phần service, cấu hình DHCP của nó. Đầu tiên là bật lên. Sau đó thì default gateway 192.168.1.1. DNS server thì chưa có. Cái này thì mình sẽ cấp từ địa chỉ 100 rồi đi. Và số địa chỉ mình cấp ra khoảng 100 địa chỉ thoải mái. Ok. Sau đó mình có thể thử bật máy này lên, vào phần config và chọn DHCP. Biến con máy này thành DHCP client. Sau đó mình vào phần này mình xem và mình thấy là nó được cấp cái địa chỉ .1.100 đây rồi. Tương tự như thế là con máy này. Đấy. 101 là ok. Thế bây giờ mình sang cái router thứ hai này. Đấy, mình cũng vào phần dòng lệnh cấu hình. Đầu tiên là no, tức là không thiết lập ban đầu. Sau đấy thì mình có enable lên để vào privilege. Sau đấy là con config terminal thì vào đây, đánh tắt là con T. Sau đó là cấu hình cái interface của nó, interface gigabit ethernet 0 chéo 0 chéo 0 enter IP address của nó là 192.168.9.1. Mạng subnet mask của nó là 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Enter cái nữa. Exit để thoát khỏi cái cạc mạng thứ nhất này, cái cạc mạng gigabit này. Sau đó cấu hình cái serial thì mình sẽ đánh vào đây là interface serials 0 chéo 1 chéo 0 IP address 10.0.0.2. Cái serial bên đây là 10.0.0.1 rồi thì cái cạc mạng serial của cái này sẽ phải là 10.0.0.2. Sau đó thì đến subnet mask của nó 255.0.0.0. No shutdown. Đấy, đến đây thì mình sẽ có exit ra. Mình có thể exit tiếp lần nữa. Rồi write memory để ghi cái cấu hình lại. Ok. Thế sau đó thì mình cũng cấu hình con máy server ở đây. Tắt cái này đi, cấu hình server. Default gateway 192.168.9.1. Sau đó đi vào phần Ethernet ở đây, 192.168.9.10. Ok, sau đó đi vào phần service DHCP 192.168.9.1. Cái này là mình cấp từ địa chỉ 100 rồi đi. Đây, cấp 100 máy thôi. Save cái. Ok, à phải on nó lên ạ. Không on là nó không chạy. Sau đó thì vào bên này, cho nó thành DHCP. Nếu nó lên địa chỉ thì là ok. Đấy, .9.100 đây là chuẩn rồi. Tương tự như thế là cái này, DHCP.
0.9 đến 101 để chúng ta có thể ping thử. Ping 192.168.9.100. Vâng, đang timeout. Không biết là lỗi tại đâu. 192.168.9.100. Nó là cái địa chỉ của cái máy này đấy. 192. Vâng, 169. Chỗ này tôi đánh bị sai bên DHCP. Cái này thì chúng ta phải sửa DHCP. Config 9 chấm 1 chấm 168 ở đây, chấm 9 chấm 10. Ok, thế này mình là ok này. Vào phần DHCP này, 192.168.9.1, 192.168.9.100, xếp lại. Ok, bây giờ mình ra ngoài check lại. Và lúc nãy nó lệch một số mà chúng mình không phát hiện ra. Đổi sang static. Đấy, các bạn thấy đổi sang static, sau đó đổi ngược lại DHCP server để nó chỉnh cái này thành là 168 chứ không phải là 169, nó lại bị nhầm. Config này. Đấy, 192.168.9.100. Và lại desktop này, ping lại. Đấy, các bạn thấy là khi mà chuẩn chỉ thì nó phải ping được. Thế bây giờ mình sẽ sang bên này, tắt cái này đi. Sang bên này ping lại thử xem. Thì bên này nó sẽ là 192.168.1.100 thì sẽ ping sang cái máy 101. Enter cái. Các bạn thấy là trong cùng miền, trong cùng một cái mạng thì là ping được rồi. Thử ping sang bên kia. Đây, các bạn thấy là tôi sẽ ping sang cái địa chỉ .9. Enter cái. Unreachable. Thế đấy, chúng ta sẽ cần có định tuyến nữa thì mới chiến đấu được. Ok, thế để định tuyến được thì chúng ta phải vào cái router ở đây thôi. Thế là gì? Chúng ta sẽ có config terminal, conf t cũng được. Ở đây thì chúng ta đánh IP root. Tiếp theo là đến mạng đích. Thì ở đây chúng ta biết rồi, bên này là cái đang là cái router không, là cái router này. Mạng đích thì nó sẽ là nằm ở phía bên này. Phía bên này thì đích nó sẽ là 192.168.9.0. Đấy, subnet mask của cái này sẽ là 255.255.255.0. Thế và cái next hop tức là cái trạm tiếp theo. Trạm tiếp theo thì chúng ta sẽ phải đẩy dữ liệu sang bên này. Thì cái IP của cái này lúc nãy chúng ta đặt là 10.0.0.2. Enter một cái. Thế sau đấy thì chúng ta làm gì? Sau đấy thì chúng ta exit ra cũng được. Exit. Tiếp theo là write memory. Đấy, tương tự như thế là chúng ta sẽ cấu hình định tuyến của cái router bên này. Thế đây, config terminal. Enter. Sau đấy là đến IP root. Thế từ bên này thì chúng ta đang muốn sang cái đích bên này, từ cái router thứ hai này, hệ thống thứ hai này, quay ngược lại cái này thì đích nó sẽ là 192.168.1.0. Đấy. Mạng sẽ là subnet sẽ là 255.255.255.0. Và next hop thì nó sẽ là cái serial port ở đây. 10.0.0.1. Enter một cái. Sau đấy thì chúng ta có thể exit ra. Write memory. Enter. Ok. Thế bây giờ chúng ta thấy là xanh 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 hết rồi. Giờ chúng ta ping thử xem. Các bạn thấy là phát đầu thì hơi lâu một tí. Đấy, request timeout, nhưng mà sau đấy là ok. Các
bạn thấy là có reply để từ cái 192 đến 168 đến 9 đến 100 này rồi, có nghĩa là nó thông nhau này rồi. Thì chúng ta có thể xem ở chế độ simulation thì nó sẽ rõ hơn một tí. Đây, bạn đặt một gói tin vào đây, sau đó thì đặt đến cái đích của nó vào đây. Đó, các bạn ấn start chỗ này. Để nó gửi về switch, từ switch thì gửi đến router. Router này thì sẽ gửi sang bên router này là next hop này. Router thì sẽ gửi xuống các cái switch ở bên dưới này. Từ switch này sẽ gửi đến cái máy đích ở đây. À vâng, lỗi, tôi chỉ định máy đích là máy này thôi. Thì bây giờ là reply của nó. Đấy, các bạn có thể theo cái quá trình nó gửi ra. Đó, từ thì các bạn thấy là ở bên trên này thì chúng ta có cái gói tin ra đến được đích rồi, nhưng mà sau đấy thì các bạn thấy là một loạt các gói tin thuộc loại là STP, và STP này là một cái giao thức mà ta gọi là Spanning Tree Protocol, nó không liên quan gì đến cái thử nghiệm của chúng ta cả. Thế đây chúng ta có thể là ping, sau đó thì chúng ta sẽ nhìn lại cái màn hình simulation này xem là nó có đây, các bạn có thể đánh lại lệnh ping lúc này. Đấy, các bạn sẽ thấy là ping thì gói tin nó sẽ được đặt sẵn ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình mô phỏng của mình, thì ấn vào đây. Các bạn sẽ thấy là cái giao thức STP nó vẫn cứ hoạt động. Nhưng mà đây chúng ta đang quan tâm đến cái ping của chúng ta, nó sẽ là cái ICMP. ICMP là cái gói màu tím này. Đấy, nó sẽ chạy sang bên này, rồi chạy xuống switch. Từ switch thì nó sẽ chạy xuống máy tính. Sau đó thì nó sẽ có reply. Đấy, từ router 1 sang switch 1. Router 1 đặt, switch 1 đặt. Sau đó là đến PC2. Sau đó từ PC2 nó sẽ reply ngược lại. Đấy. Thì đấy nó chính là cái quá trình mà ping của chúng ta. Sau đó nó về cái router 0 này. Từ router 0 thì nó sẽ chạy xuống switch 0. Từ switch 0 thì nó sẽ chạy xuống PC0. Thì lúc đấy nó sẽ là hoàn thành một một vòng của cái lệnh ping ở đây. Đấy, là nó có một lần reply, sau đó thì nó lại đến cái lần thứ hai. Tại vì mỗi lần ping thì các bạn thấy là nó sẽ gửi đi bốn gói tin tất cả. Và ok, tôi nghĩ là cái clip này đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.